Chào mừng cô cùng toàn thể các bạn ạ. Thì trong khóa tu thì bọn cháu có chia thành các nhóm, thì có chủ nhiệm và tình nguyện viên. Thì trong khi mà làm việc ấy, thì có những trường hợp là các tình nguyện viên tự ý làm việc mà không thông qua chủ nhiệm, dẫn đến chủ nhiệm không thể nắm bắt được những cái việc đấy. Và cũng có những trường hợp là do chủ nhiệm chưa chủ động phân việc cho bọn cháu, thì là dẫn đến việc là mình cũng tự ý làm ấy. Thì cháu mong cô là chỉ dạy bọn cháu về cái lợi ích của việc làm việc thứ lớp ạ. Cháu xin tri ân công đức của cô. Rồi, cô chào cháu. Cô sẽ nhắc lại cái ý hỏi của bạn này. Trong một lớp chúng ta có chủ nhiệm và tình nguyện viên. Thì tình nguyện viên là quản lý các nhóm trong lớp. Thế thì khi mà nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là chủ nhiệm không biết bao quát công việc, cho nên không biết chia việc cho các nhóm. Và trường hợp thứ hai là tình nguyện viên tự ý mình làm tất cả các việc mà không thông qua chủ nhiệm, thì chủ nhiệm không biết cách. Thế thì để khắc phục hai cái trường hợp này thì người chủ nhiệm và tình nguyện viên phải xuyên suốt hết được công việc từ sáng đến tối trong 7 ngày nếu chúng ta có thời gian nhé. Chúng ta xuyên suốt được hết tất cả công việc, thì cái công việc nào cần làm, công việc nào nó đi vào một cái ba gem rồi thì các bạn cứ thế làm. Còn lại nó có phát sinh tình huống, nó chỉ là phát sinh tình huống thôi, chứ còn đâu thì nó đã trong cái khóa huấn luyện này hết rồi mà. Còn nó phát sinh tình huống, thì phát sinh tình huống thì nó sẽ có hai cái. Thứ nhất là tình nguyện viên phải xử lý ngay, nhưng xử lý xong thì phải báo cáo mới chủ nhiệm nhé, chúng ta không được qua. Hai là khi mà chúng ta có thời gian để báo cáo chủ nhiệm thì chúng ta lên bàn bạc với chủ nhiệm để đưa ra để xử lý trong nhóm thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn là chúng ta xử lý trước rồi báo cáo sau nhé. Tốt hơn về hơn là như thế. Thì cô sẽ nói về tâm linh một chút. Nếu như chúng ta có sự cung kính thì bên dưới người ta sẽ cung kính mình. Tức là cái tâm cung kính của mình khiến cho mình tư duy đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng, việc nó sẽ trôi chảy hơn. Các bạn thấy đúng không? Còn nếu như chúng ta tự không có tâm cung kính thì đừng bắt người khác nghe lời mình, mà mình nói một đằng người ta lại làm một lẻo. Cho nên đừng nghĩ rằng giỏi, mà quan trọng là ở cái đức các bạn ạ. Giỏi mà không có đức thì công việc không thành. Có đức mà chưa giỏi thì công việc chậm nhưng nó sẽ thành. Các bạn thấy không? Cho nên chúng ta phải quan trọng cái thứ lớp này. Tức là khi mà chúng ta quán xét thật tâm của chúng ta là lúc này chúng ta không kịp thời gian hỏi chủ nhiệm, chúng ta phải xử lý. Tức là nó phải thật tâm. Chứ đừng nghĩ rằng là hãy có thời gian chưa quán xét xong chúng ta cứ làm. Cứ làm xong tí lên mới nói là không có thời gian. Thì cái đấy nó là giả tâm. Nó còn thời gian, vẫn là còn thời gian. Tuy rằng chúng ta nói thế nào thì cũng không thay đổi được bản chất của sự thật. Bản chất của sự thật nó mới có tính chất vận hành nhân quả. Còn nếu như nó có thời gian để mà bàn bạc, chúng ta không bàn bạc thì cái đó lại là một lỗi nữa. Thế tí nữa chúng ta lại nói tiếp rằng là tôi không có thời gian bàn bạc, nó lại lỗi thứ hai. Nó là hai cái lỗi này. Hai cái lỗi này nó khiến cho chúng ta mất cái phúc lành và chúng ta điều hành không có được nha các bạn nhé. Hơn nhau ở cái phúc mà. Trên các cụ thường nói là có phúc dư sức mà ăn. Mà phúc thì từ đức mà gì? Mà sinh ra. Đấy, cho nên quan trọng là các bạn phải điều phối được cái tâm của mình, làm sao nó chuyển hướng sang cái chiều đúng pháp nhé. Có đức mình phải cung kính từ trên xuống dưới. Mình có kính trên thì dưới sẽ kính mình. Không lạm dụng cái quyền hạn của mình để nói những điều không đúng sự thật nhé. Đấy, ví dụ như nói là tôi đã thông qua chủ nhiệm rồi nhưng thực chất thì chưa thông, phải không? Thực chất thì chưa thông. Thế cho nên là các bạn muốn mà lãnh đạo trong lớp mình thật rõ thì các bạn phải truyền tải cái quy định thật sâu xuống với các khóa sinh. Cái quy định thật sâu xuống các khóa sinh. Các quy định thì các ông đã đưa ra rồi nhá. Thế cho nên là cũng mong rằng là các bạn và làm tình nguyện viên, các bạn có thể nói với lớp mình là thế này, là một sơ chút về nhân quả. Sơ chút thôi nhá. Giống như là lời nói dễ nghe thì sẽ có cái quả báo là người ta mến mình, đúng không? Lời nói dễ nghe thì quả báo người ta mến mình. Hành động giúp đỡ thì được cái quả báo là người ta sẽ giúp đỡ lại mình, đúng không?
Đấy, nó chỉ sơ sơ thôi. Cho nên là rất mong các bạn về nơi chùa là cũng biết một chút về nhân quả. Cho nên chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để cho chúng ta được luôn luôn được người khác giúp đỡ mình. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhé.